Hi everyone, my name is Mitchell. Welcome to our program Christmas Party. Dear friends, Christmas have a different name no end. Christmas Day is the day Jesus was born. In this day, there are many interesting characters, Snow Queen, Santa Claus and reindeer. In this day, I like to go to the cinema with my family and decorate the Christmas tree. On 24th of December, I usually take photos with my mom in big church. Christmas is coming. I'm very excited. And now, goodbye and see you again. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Khánh Nhan. Rất vui khi được gặp các bạn trong chương trình Dạo quanh Hà Nội. Các bạn thân mến, hôm nay Khánh Nhan đang có mặt tại một địa điểm rất là thú vị. Đó chính là nhà sách Tân Việt. Ở đây có rất nhiều các cuốn sách hay và bổ ích cho chúng ta. Và ngoài ra thì chúng ta có thể đến đây để chờ những trò chơi ở nhà sách Tân Việt, quán cà phê cho người lớn nữa đấy. Trong số những quyển sách hay thì Khánh Nga chỉ yêu thích nhất là một quyển sách, đó chính là 10 vạn câu hỏi vì sao. Trên tay Khánh Nga đang có một cuốn sách có tên là Giáng sinh yêu thương của nhà sách Tân Việt đấy. Còn các bạn thì sao? Các bạn yêu thích nhất điều gì vào mỗi dịp Noel? Nếu mà các bạn vẫn chưa biết nhiều về sách, hãy đến đây để khám phá nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình của ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.